Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Về Cần Thơ, chương trình kết nối và chia sẻ cùng với đất và con người Cần Thơ thông qua góc nhìn của những người con yêu mến Cần Thơ. Và ngày hôm nay thì chương trình được kết nối cùng với một vị khách mời rất là đặc biệt, là một người con của đất Cần Thơ. Anh là một bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn. Công việc của anh hàng ngày là gặp gỡ các cặp vợ chồng khó có con, lắng nghe, trao đổi và cùng với họ tìm ra giải pháp để có em bé càng sớm càng tốt. Anh đã mất 6 năm học tập để theo đuổi ngành y và đặt cho mình cột mốc 5 năm để toàn tâm toàn lực phát triển cho sự nghiệp. Đơn giản là hồi lúc đi thực tập á, thì chứng kiến những cặp vợ chồng hiếm muộn, và khi mà họ biết được tin họ có con thì cái sự vỡ òa của họ làm cho em rất là cảm động. Và em nói rằng nếu có điều kiện thì em sẽ công tác ở khoa này để có thể giúp đỡ. 64 Vĩnh Long, Mãi Định. Thưa quý vị, chúng ta vừa được xem một đoạn hình ảnh về bác sĩ Quỳnh Võ Tiến, một bác sĩ rất là đẹp trai và tài năng. Và ngay bây giờ thì xin giới thiệu cùng với quý khán giả, đây là bác sĩ Quỳnh Võ Tiến, Á Dương Mr. Tourism Club. Và chương trình Về Cần Thơ ngày hôm nay thì rất vui khi được kết nối cùng với anh. Xin chào Vi, cũng như xin được chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình thành phố Cần Thơ trong một chương trình rất là đặc biệt tên là Về Cần Thơ. Tiến rất là vui khi được ngồi ở đây để chia sẻ về những câu chuyện của bản thân, đặc biệt là một người con của Cần Thơ, thì việc có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm của mình nơi thành phố mình sống đến với bạn bè khắp nơi là một cái gì đó rất là tự hào. Và Tiến hy vọng rằng hôm nay quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là thú vị ở chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, thì bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lên một tí đi. Thì trước khi mà anh Tiến định hướng học đại học thì anh đã có những định hướng gì rồi? Bạn bè của Tiến hồi đó thì có nhiều cái phe lắm. Có người thì nói là Tiến ơi phải lên Sài Gòn học, Tiến ơi phải ra Hà Nội học, hay là đi thành phố này học đi. Nhưng mà Tiến lại có quan niệm rất là khác, bởi vì trong Tiến là Cần Thơ là một thành phố hàng đầu về giáo dục rồi. Và Tiến chọn Cần Thơ là nơi để học tập. Và đặc biệt là Tiến xác định rằng là dù có ra trường thì mình cũng chọn Cần Thơ để phát triển sự nghiệp của mình. Và hôm nay Tiến đang ngồi ở đây để chia sẻ những cái trải nghiệm của mình cho quý khán giả. Dạ, và theo quý vị được biết là năm thứ 5 thì anh Tiến có tham gia một cái cuộc thi gọi là cuộc thi học sinh sinh viên thanh lịch năm 2016, và anh Tiến đã đạt giải Nam Vương. Vậy thì anh Tiến có nhớ là lúc đó anh Tiến như thế nào không? Lúc đó thì ngành y mà, thì bạn bè cũng lo học thôi và cũng khá nhút nhát. Còn Tiến thì ngược lại, Tiến nghĩ rằng là mỗi hành trình của thời sinh viên đều có ý nghĩa của nó. Thay vì nhút nhát thì mình cứ bản lĩnh lên, mình cứ hết mình đi. Thì Tiến đăng ký lúc đó là thành đoàn và hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ có phát động hội thi sinh viên thanh lịch cho tất cả các trường đại học ở đây, trường cao đẳng nữa, trường trung cấp nữa. Và Tiến thì lúc đó là quyết định, không có nhút nhát gì hết, quyết định tham gia. Bởi vì Tiến nghĩ rằng là thành công thì tốt, còn nếu không thành công đi nữa thì nó cũng sẽ là một trải nghiệm rất là tuyệt vời của tuổi trẻ. Và Tiến cũng đã gọi là can đảm tham gia. Và Tiến nghĩ rằng là nếu là bác sĩ mà mình được thêm một cái giải thưởng của hội sinh viên nữa thì đương nhiên nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn rất là nhiều trong con đường lúc đó, trong con đường sắp tới. Và may mắn là Tiến cũng được giải nhất, và nhờ cái danh hiệu đó và Tiến đã tự tin hơn rất nhiều trong việc sau này đi làm cũng vậy, rất là tự tin để có thể làm việc. Vậy thì sau khi tốt nghiệp thì có lẽ là anh Tiến đã có một cái định hướng nhất định cho cuộc đời của mình rồi. Vậy thì anh Tiến chia sẻ một tí là tại sao anh lại chọn khoa hiếm muộn để mà theo học ạ? Khác với những ngành khác, ví dụ như là tai mũi họng hay mắt hay da liễu, thì lúc đi học là các sinh viên như Tiến được học rất là nhiều. Còn hiếm muộn thì nó chỉ là một cái bài trong một bộ môn thôi. Vì vậy khái niệm về hiếm muộn và thụ tinh trống nghiệm rất là mới với những cái sinh viên trường y. Và Tiến thì may mắn hơn, thì Tiến được đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu được trải nghiệm một phần ở một thời gian ở đó, và Tiến chứng kiến rằng là những bác sĩ điều trị ở đó, và khi điều trị thành công cho những bệnh nhân, người ta rất là vui, khóc lên. Và Tiến cảm thấy rằng nếu như mà Tiến được làm ở khoa hiếm muộn thì Tiến sẽ rất là vui, và những cái giá trị ngành nào cũng sẽ tạo ra giá trị, nhưng mà Tiến cảm thấy rằng là nếu Tiến ở khoa hiếm muộn thì Tiến sẽ phù hợp nhất và Tiến lựa chọn. Và khi ra trường thì Tiến nộp đơn xin việc tại khoa hiếm muộn và Tiến đã được nhận và làm việc cho tới ngày hôm nay, đã 7 năm rồi đó Vi.
Dạ, gì thì anh Tiến chia sẻ một tí về cái khoảnh khắc mà đầu tiên mà anh điều trị được cho bệnh nhân. Lúc đó anh nhớ rằng là lúc đó anh về anh cũng học thôi, mình chưa có làm trực tiếp. Khi mà anh đã làm cứng nghề rồi đó, thì anh điều trị thành công cho một ca đầu tiên. Và ca đó lúc đó là họ bật dậy, họ khóc và họ ôm anh. Hai vợ chồng cùng ôm anh luôn và nắm tay rất là chặt. Và nói rằng là cảm ơn Tiến đã điều trị cho mình thành công. Và mình xin hứa với Tiến rằng là khi mà vợ mình mang thai sắp tới, mình sẽ cố gắng chăm sóc đứa con thật tốt để nó trở thành một người con có ích cho xã hội, được yêu thương của xã hội, để còn lan tỏa. Ví dụ hôm nay Tiến giúp cho hai vợ chồng mình, nhưng mà sau này đứa con của mình sẽ giúp đỡ những người khác nữa. Và Tiến hãy tự tin vào hai vợ chồng mình. Thì đó, Tiến, anh cảm thấy rất là vui. Bởi vì cái ngành mình nghĩ là chỉ giúp người ta có bầu ở giây phút hiện tại thôi. Thành công, ví dụ như em có thể mổ sống một ca, hoặc là em trị thành công, người ta hết bệnh một ca. Nhưng mà ngành hiếm muộn thì không dừng lại ở đó, mà nó còn lan tỏa ở cả thế hệ nữa. Và anh nghĩ rằng là anh rất là vui bởi những cái giá trị này của anh. Vậy thì khi mà theo học bác sĩ anh thì Cú Vi được biết là mình học rất là nhiều môn, và cái cách mà phân bổ thời gian ra nó cũng rất là khó. Mà Cú Vi được biết là anh còn tham gia game show nè, cũng như là MC rất là nhiều chương trình truyền hình nữa. Vậy thì anh phân bổ cái thời gian đó như thế nào? Theo anh, quan trọng không phải là em có bao nhiêu việc, quan trọng là em có khoa học khi sắp xếp được những công việc đó hay không thôi. Hồi xưa bạn anh cũng nói với anh là học bác sĩ mà làm MC chi vậy? Thì anh mới nói câu là MC mình có thể làm buổi tối, mình có thể học ban ngày. Và MC thì nó sẽ rèn luyện cho mình kỹ năng nói. Người mẫu thì có thể rèn luyện cho mình sự tự tin, một cách ăn mặc. Mỗi ngành nó đều có sự tương quan với nhau. Quan trọng là Vi có nhìn ra cái sự tương quan đó hay không thôi. Anh thì may mắn anh nhìn ra. Và anh biết được là ngành nào nó cũng có ý nghĩa. Và anh có một cái động lực đang có làm. Giống như là người ta sẽ mệt mỏi, còn anh không có mệt. Có thể là hôm nay anh ở Sài Gòn để anh học hoặc là dẫn chương trình MC, thì có thể tối anh bắt xe về sáng anh đi thi bình thường. Tại vì khi mà em có một cái sự đam mê, và khi em có một cái khả năng về phân tích cũng như là sắp xếp công việc hợp lý, thì mình có thể hoàn thành được tất cả luôn. Và anh vẫn tốt nghiệp được với một số điểm ở trường cũng khá là cao, và anh vẫn hoàn thành được vai trò của Nam Vương thành phố Cần Thơ năm đó, và có thể làm dẫn chương trình để kiếm thêm thu nhập để mình có thể giúp đỡ gia đình mình nữa. Anh thấy rất là hay luôn á. Dạ, vậy thì cái vai trò của Nam Vương năm đó là cụ thể là anh làm những việc gì ạ? Lúc đó thì anh được thành đoàn giao cho những nhiệm vụ như là ở những cái buổi meeting hoặc là cổ động cho sinh viên, thì anh sẽ đại diện cho thanh niên thành phố, nói lên những tiếng nói của mình, giống như những cái bài viết mình phát biểu, mình đại diện cho những sinh viên thành phố, cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện, cũng như là các phong trào về sinh viên của thành phố, thì anh đều tham gia hết để thực hiện vai trò của mình. Và với anh thì việc học cũng rất là quan trọng. Và anh nói rằng là một trong những vai trò rất là lớn của Nam Vương sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ, không chỉ trong nhiệm kỳ của mình đâu, mà sau đó nữa, đó chính là làm sao cho hình ảnh những người sinh viên trong mắt tất cả các bạn bè phải thiệt sự là tử tế, thực sự là bản lĩnh, thực sự là can đảm và thành công. Vì vậy, dù là đã hết nhiệm kỳ, anh vẫn cố gắng làm việc thật là tốt để chứng minh những cái giá trị của mình, để cho tất cả các em sinh viên cũng như bạn bè của mình có thể nhìn thấy nó. Dạ vâng, vậy thì nếu mà có một lời khuyên dành cho các bạn thì ngay trên sóng truyền hình ngày hôm nay thì anh Tiến muốn gửi cho các bạn lời khuyên như thế nào? Nếu mà có một lời khuyên cho thế hệ trẻ thì anh lại khuyên rằng là các em thường hay chọn cho mình một hướng lắm, giống như là có người thì chọn học thật giỏi, có người thì chọn là tham gia phong trào thật giỏi, có người thì thích chỉnh chu mình là phải thiệt là đẹp. Nhưng mà thực tế là trong cuộc sống chúng ta phải có một cái sự cân bằng. Anh rất là muốn các em, mỗi thứ các em đều phải có những trải nghiệm. Các em không chỉ phải học tập tốt mà các em phải tham gia những phong trào, tham gia những chương trình. Và các em dù là có học hay tham gia gì cũng không được quên chăm sóc sức khỏe cũng như là nhan sắc của mình nữa. Tại vì tuổi trẻ mà sắp tới sẽ có rất nhiều thử thách. Và anh tin rằng là các em càng có nhiều hành trang, càng có nhiều kinh nghiệm ở mọi lĩnh vực thì các em sẽ dễ thành công hơn là các em chỉ chọn một lĩnh vực cụ thể. Dạ, khi nãy quan sát một số clip mà anh Tiến có chia sẻ với chương trình đó, thì Cúc Vi có ấn tượng với chương trình Là Người Ấy Là Ai. Vậy thì cơ duyên nào mang anh đến với chương trình đó?
Giống như hồi nãy có chia sẻ với Vi á, anh là một người rất là thích trải nghiệm. Dạ. Đương nhiên là trải nghiệm dựa trên khả năng và cũng như giới hạn của mình. Thì khi được lời mời của chương trình Người Ấy Là Ai thì anh cũng rất là bối rối, bởi vì bản thân mình là một người bác sĩ. Thì việc mình xuất hiện ở quá nhiều game show thì không biết có bị mọi người đánh giá về chuyên môn của mình không? Giống như em sẽ dễ bị hiểu lầm là bác sĩ mà tham gia nhiều showbiz quá thì có thể chuyên môn không giỏi. Ừ. Nhưng anh thì nghĩ ngược lại. Mình chỉ xuất hiện 1-2 ngày thôi chứ mình không thể nào dành cả tháng để mình tham gia game show đâu. Và đây là một cái sân khấu rất là tuyệt vời để một người bác sĩ hiếm muộn như anh có thể lan tỏa hơn nữa nhiều cái thông điệp về hiếm muộn. Và hôm đó anh đã tự tin ở chương trình đó và chia sẻ rất nhiều những quan điểm của mình về hiếm muộn. Và khi mà xem lại anh vẫn cảm thấy rất là tự hào, bởi vì cái ngành của mình rất là có giá trị, kể cả xuất hiện trên game show cũng có rất nhiều giá trị. Là một người con của đất Cần Thơ đi thì anh yêu điểm nào nhất ở đất Cần Thơ của mình? Anh cũng đã từng đi du lịch nước ngoài và cũng đến rất nhiều thành phố lớn trên thế giới. Và anh thấy rằng là ví dụ như ở những thành phố mà nó quá hiện đại đi thì nó lại thiếu những cái gì đó về truyền thống. Mà bên trong mình lúc nào cũng hướng tới một cái gì đó truyền thống. Rồi những thành phố thì nó quá hiện đại, em muốn cái gì cũng có, những thương hiệu xa xỉ, những nhà hàng cao cấp, thì nó lại thiếu đi cái sự yên bình. Rồi những nơi thì nó quá nhộn nhịp, đông đúc xe cộ thì đôi khi em cảm thấy rất là khó thở, rất là ngột ngạt. Và Cần Thơ thì là một cái nơi rất là đặc biệt khi nó cân bằng được những yếu tố đó. Ví dụ như là cũng sẽ đông đúc nhưng em vẫn tìm được những cái nơi rất là yên bình, nó đông đúc một cách vừa phải. Còn nói về nhu cầu thì ở Cần Thơ là nó lại đầy đủ để em muốn ăn cái gì, em muốn mua sắm cái gì, nó cũng đầy đủ như những thành phố lớn. Và quan trọng nhất là con người ở đây, con người Cần Thơ rất là hiền hòa, rất là dễ thương. Và anh nghĩ rằng là điểm nhấn ở Cần Thơ đó chính là con người. Dạ, mà khi mà nói đến miền Tây và đặc biệt là Cần Thơ á, thì thường quý vị có để ý không, buổi sáng á, thì rất là êm dịu, rất là hiền hòa. Ừ. Thì chúng ta cũng có thể thả hồn rồi đi thong dong ở dọc những cái mé sông, ví dụ như Bến Ninh Kiều. Còn buổi tối á, thì cũng ở Bến Ninh Kiều luôn, nhưng mà nó rất là nhộn nhịp, rất là sôi nổi và cũng rất là hào hứng nữa. Nhiều khi chúng ta đi mà có những cái lễ hội, ví dụ như lễ hội Hoa Đăng á, thì quả thật là rất là tuyệt vời. Bây giờ nói riêng về anh Tiến một tí đi, thì anh Tiến có thể mà chia sẻ một vài địa điểm ăn ngon đến mọi người được không ạ? Nhiều người hỏi anh thích ăn cái gì, anh hay nói vui là anh thích ăn hàng chục món luôn. Thực sự anh cũng hơi là tham. Nhưng mà nói về văn hóa thì một cái điểm thú vị của Cần Thơ, nó đương nhiên ở chỗ khác cũng có, nhưng mà điểm nhấn nhất đó là văn hóa thức ăn đường phố ở Cần Thơ. Anh rất là thích thức ăn đường phố Cần Thơ. Nó rất là truyền thống, nó có hiện đại trong đó nữa. Và nó có rất nhiều sự đa dạng về tất cả các món ăn ở khu vực của mình gom lại ở Cần Thơ. Nó đa dạng hơn ở những cái chỗ khác. Và anh rất là thích cái văn hóa ẩm thực đường phố của Cần Thơ. Anh rất là mê tất cả những món ăn ở chợ đêm của mình nè. Cái chợ đêm mà bán đủ thứ món đó, rất là ngon luôn. Nghe quả thật rất là hấp dẫn. Vậy thì ngay bây giờ thì xin mời anh Tiến hãy cùng dắt quý khán giả đến với chợ đêm Cần Thơ nhé. Cần Thơ là một trong những thành phố sầm uất nhất miền Tây Nam Bộ, với phong cảnh sông nước hữu tình thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Mỗi khi nhắc đến Cần Thơ, không thể không nhắc đến địa danh Bến Ninh Kiều. Từ lâu đã đi vào thơ ca Việt Nam, được xem là biểu tượng, là dấu ấn đặc biệt trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Tây Đô. Xin chào tất cả các bạn, Tiến đang có mặt ở cầu đi bộ Cần Thơ mà người dân địa phương tụi Tiến cũng hay gọi là cầu tình yêu. Đây là một trong những biểu tượng về du lịch của thành phố và là địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua nếu chọn Cần Thơ là nơi dừng chân của những địa điểm du lịch nhé. Cầu đi bộ nối liền Bến Ninh Kiều với Cùng Cái Khế, hay còn được gọi là cầu tình yêu, chỉ mới khánh thành vào tháng 2 năm 2016 nhưng đã nhanh chóng trở thành một địa điểm yêu thích của du khách đến thưởng ngoạn, chụp hình lưu niệm cũng như tận hưởng làn gió mát rượi từ sông Hậu thổi vào. Cầu đi bộ Cần Thơ được thiết kế hiện đại hình chữ S uốn cong mềm mại, tượng trưng cho đất nước Việt Nam, với chiều dài khoảng 200m, rộng 7,2m. Đứng từ cây cầu đi bộ này, bạn có thể nhìn thấy cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á, thể hiện được sự hiện đại và phát triển của thành phố Cần Thơ. Đặc biệt được chiêm ngưỡng phong cảnh sông nước hữu tình, nơi đây đúng với câu ca dao Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó
lòng không muốn về. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp, có nhiều gia nhân. Tiến đang có mặt ở bến Ninh Kiều, một trong những địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng nhất thành phố Cần Thơ. Và đến đây thì không thể nào mà chúng ta không nghe được những điệu đờn ca tài tử quen thuộc cũng như những bài giọng cổ cải lương rất là nổi tiếng. Và đặc biệt đây là nơi mà các bạn trẻ hàng tuần tập hợp lại với nhau để giao lưu những bài hát, những điệu nhảy và cũng như là văn hóa ở các tỉnh thành. Đi dọc theo tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, Quỳnh Võ Tiến vô cùng hào hứng với các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm và là điểm nhấn để giữ chân du khách. Không chỉ có công viên Ninh Kiều, du khách còn có thể ghé thăm chợ cổ Cần Thơ nằm ngay đầu bến. Tại đây bày bán rất nhiều mặt hàng lưu niệm, vật dụng gắn liền với miền sông nước Nam Bộ, giúp du khách có thể tha hồ lựa chọn những món quà lưu niệm để mang về tặng người thân, bạn bè. Đây là chợ Cần Thơ mà hay còn gọi là chợ cổ Cần Thơ, một trong những ngôi chợ lâu đời của thành phố Cần Thơ. Các bạn biết không, Tiến vừa mới đi tham quan ở xung quanh ra thì nếu như những du khách mà có muốn mua bất kỳ cái món đồ lưu niệm nào signature của thành phố Cần Thơ thì cứ vào chợ cổ nha, bởi vì đây bán rất là đầy đủ tất cả các mặt hàng lưu niệm để các bạn có những cái kỷ niệm khi đến Cần Thơ du lịch. Một điều rất là đặc biệt, nếu các bạn đi chợ cổ vào buổi tối á, thì Tiến xin bật mí là đối diện chợ cổ sẽ là một khu phố đồ ăn vô cùng sầm uất. Xin chào anh, em rất là ấn tượng bởi cái gian hàng của anh, bởi vì nó rất là đa dạng các món ăn, từ là đồ ăn vặt cho đến giải khát luôn. Thì anh cho em hỏi là thường ở đây là mình đông nhất là thường là khung mấy giờ anh ha? Tầm giờ đông nhất là tầm khoảng 7 giờ đến 9 giờ, giờ khách đi du lịch đi nhiều nhất. Giờ đó anh ha. Và đây thường mình bán nguyên đêm không hay là mình có một cái khung giờ nào đó thôi? Mình bán từ 4 giờ chiều tới đến 12 giờ đêm thôi. Dạ rồi. Và thường là các ngày trong tuần là đều đông khách du lịch như vậy hay là có một ngày nào đó nó sẽ khác những ngày khác không anh? Dạ không, thường thường khách đông vào các ngày cuối tuần, 6, thứ 7 và chủ nhật thôi ạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Và ở đây anh có bao nhiêu món rồi anh? Ở đây em có rất là nhiều anh, trên dưới 30 món. Wow, rất là ấn tượng ha. Và hy vọng rằng là anh cũng như là các tiểu thương ở đây sẽ cùng nhau chung tay để mình tạo nên một cái văn hóa ăn uống ẩm thực rất là lành mạnh. Cảm ơn chị nha. Sướng như trời đêm Cần Thơ nha. Các bạn có thể lựa món ăn rồi qua đây ngồi là mấy bạn, mấy chị sẽ đem tới tận nơi cho chúng ta luôn. Thì Tiến thấy rằng là chợ đêm Cần Thơ rất là hiện đại, truyền thống và hội nhập. Khi các bạn có thể để ý là những cái món ăn nào mà hot hot trên mạng á, thì các tiểu thương ở đây đều cập nhật để làm cái món đó cho các bạn ăn luôn. Và nếu các bạn là một người truyền thống thì ở đây cũng có rất nhiều món của tuổi thơ cũng như là của đặc sản của từng địa phương, như là có Sóc Trăng, Bạc Liêu hay là những cái tỉnh khác thì đều có những cái món ăn truyền thống ở đây. Bật mí với mọi người là để quay bữa nay thì Tiến đã không ăn cơm chiều rồi, tại vì Tiến muốn được là mình có những cái bụng thật là đói để có thể ăn tận hưởng hết những hương vị của những cái món ăn ở đây. Hành trình khám phá vẻ đẹp của bến Ninh Kiều về đêm chắc chắn sẽ đưa bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh mà anh Tiến vừa đem lại thì cũng một phần nào cho chúng ta thấy thành phố Cần Thơ của chúng ta rất là nhộn nhịp, là người Cần Thơ rất là hào sảng và đáng yêu như thế nào, đúng không ạ? Mà anh Tiến nè, nếu như mà anh là một đại sứ du lịch của Cần Thơ thì anh muốn nhắn nhủ gì đến cho quý khán giả? Nếu Tiến là một đại sứ du lịch của thành phố Cần Thơ thì điều đầu tiên Tiến muốn là mọi người ơi hãy đến Cần Thơ để du lịch nha. Có thể chúng tôi không có những ngọn núi thật là cao, thật là hùng vĩ, chúng tôi không có những bãi biển xanh mướt, nhưng chúng tôi có một dòng sông Hậu hiền hòa và ở đó có những con người rất là chân chất, dễ thương, đáng yêu. Chúng tôi có chợ nổi là một di sản văn hóa được UNESCO công nhận và tôi hy vọng rằng là tất cả mọi người có thể đến đây để trải nghiệm và cũng như là hướng dẫn cũng như là kêu gọi bạn bè người thân của mình có thể đến Cần Thơ một lần để kiểm chứng những gì Tiến nói nha.
Dạ, qua những chia sẻ của anh Tiến vừa rồi thì Cúc Vy cảm thấy là anh Tiến là một người con của đất Cần Thơ, rất là yêu về mảnh đất nè, rồi con người nơi đây. Và anh Tiến cũng muốn là đem hình ảnh của đất Cần Thơ đến nhiều hơn đến cho quý khán giả gần và xa. Đến đây thì chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.